hàng này quay vô. Gấp lại. Hàng này quay vô. Hàng này quay vô. Rồi gấp lại lại đây. Giữ đó. Thôi. Bốn là đánh cái này luôn, cái này luôn. Bốn. Năm. Sáu ngược lại. Sáu. Bảy. Thú gì âm thủ. Rồi quay về hàng như cũ. Rồi làm lại lần hai từ đầu đó nha. Quay về âm thủ làm lại lần hai anh Cường. Rồi hàng ngay hàng đâu. Làm lại lần hai nha. Bây giờ lưu ý nha. Cháu nhấp rồi, cháu nhấp rồi. Đánh một nhịp là phải cho hàng đánh lại cho ngay dọc đánh chưa. Đặc biệt là cái động tác này, là cái động tác này. Cái động tác này. Vậy đây là phải giữ ra thẳng hàng lại chưa mà đánh lên chưa. Nó có làm lại từ đầu đến đó. Từ đầu tới. Cái này đông quay qua thủ. Và tiếp tục rất hàng vô đánh nhiều phải không? Bảy nhịp. Theo tiếng hát của này. Theo tiếng hát của Dương. Đủ ngôi xương. Lập tức. Ngôi xương quyền. Dương hát đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5 4 3 4 5 Bước chân trái ra bằng vai.